Võ sĩ đến từ Trung Quốc. Nhịp bước ngang của anh để có thể phá nhịp tấn công của đối thủ. Lại phang trụ. Trọng tài vẫn chưa dừng trận đấu. Cú gạt chân rất kỹ thuật của Quang Huy đưa Giang Xiaomeng xuống sàn. Coi thấy là Giang Xiaomeng đang sử dụng thế tấn sao. Record of one victory by way of knockout from Hanoi, Vietnam. Introducing Win Quang Ho. Tất cả đã sẵn sàng cho trận đấu ngày hôm nay. Official instructions by a referee in charge. Fighter center of the ring. Body, elbow, low blow, caution. Okay? Okay. Touch. Okay. Rất hồi hộp. Nguyễn Quang Huy, góc đầy đỏ. Và Giang Xiaomeng, võ sĩ người Trung Quốc, góc đầy xanh. Rất nhiều niềm hy vọng lúc này được gửi gắm vào Nguyễn Quang Huy. Chàng trai đến từ thôn Nho Gio Nha, phường Liễu, Quế Võ, Bắc Ninh. Và bây giờ, hiệp 1 bắt đầu. Cú đá mở màn của Giang Xiaomeng bằng chân trái. Cú gạt chân rất kỹ thuật của Quang Huy đưa Giang Xiaomeng xuống sàn. Coi thấy là Giang Xiaomeng đang sử dụng thế tấn southpaw. Và vừa rồi thì Quang Huy đã chỉ cần đến hai cú đấm để hạ gục Giang Xiaomeng. Võ sĩ người Trung Quốc gục ngã. Vâng, quá tuyệt vời. Quá tuyệt vời và đẳng cấp đó là Nguyễn Quang Huy. Ở trận đấu đầu tiên tại sự kiện Mark FC 26 thì Nguyễn Quang Huy của chúng ta chỉ cần chưa đầy một phút là hạ gục Park Jae-won. Và ngày hôm nay chính xác là 28 giây Quang Huy đã đánh bại được Giang Xiaomeng, võ sĩ đến từ Trung Quốc, bằng một combo 1-2 phải nói là khủng khiếp. Quá hay. Chàng trai đến từ Quế Võ, người đã giành huy chương vàng SEA Games 31. Và bây giờ chúng ta thấy trên màn hình thì Chủ tịch Liên đoàn Kickboxing Việt Nam ông Vũ Đức Thịnh đã không thể ngồi yên được nữa. Ông đã đứng lên và thực sự ngỡ ngàng với màn trình diễn này của Quang Huy. Chúng ta cùng xem lại body shot và cú móc phải. Một sự tính toán kỹ lưỡng về lựa chọn đòn đánh. Và tôi tin rằng Giang Xiaomeng gục ngã bởi cú body shot này. Những cú đấm bồi sau đó là điều kiện đủ để Quang Huy đưa Giang Xiaomeng xuống sàn. Nhưng Giang Xiaomeng phải nói là đã bị knock out bởi đòn body shot của Quang Huy. Quá hay. Thực sự đẳng cấp. Trần Văn Thảo và rất nhiều những khán giả khác đang có mặt ở ballroom ngày hôm nay đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra với một cú đấm body shot khủng khiếp không thể tin được đến từ Nguyễn Quang Huy. Theo dõi trực tiếp lúc này tại ballroom ở Hồ Tràm, tôi thấy là Giang Xiaomeng đã không thể tự đi được nữa rồi. Anh cần người bế ra khỏi khán đài, bế ra khỏi võ đài ngày hôm nay. Thực sự là quá khủng khiếp với một đòn đánh cực nặng của Quang Huy. All right, ladies and gentlemen, this action has now come to an end. After 28 seconds of round number one, he is your winner. By way of spectacular TKO, he adds another victory to his professional record from Vietnam. Win Quang Ho! Xin chúc mừng Quang Huy với chiến thắng knockout bằng body shot của mình. Quá cảm xúc.
Duy Quân có lợi thế về thể hình, về sải tay sải chân. Và ngày hôm nay chúng ta cùng xem là võ sĩ của Việt Nam sẽ Here we go, ladies and gentlemen, our main event of the evening, a three rounds of Muay Thai, an immense catchweight contest of 68 kilograms. Có màn trình diễn ấn tượng nhất sự kiện Mark FC 7 khi anh có được cú knock out tuyệt vời trước võ sĩ người Hàn Quốc Koji Seo. Người được xem là nền tảng Muay Thai rất tốt. Và bây giờ là hiệp 1 trận main event giữa Kiều Duy Quân và Zhang Chihao. Duy Quân góc đầy đỏ và Zhang Chihao góc đầy xanh. Đầu đá thấp của Chihao. Duy Quân đã tung ra được những đòn chính xác, cú tay sau chính xác của Duy Quân. Duy Quân rất tự tin tấn công. Body shot khá nặng của Zhang Chihao. Duy Quân đẩy cao nhịp độ tấn công của mình ngay từ đầu. Combo cú đầu tay của Duy Quân. Vừa rồi thì Duy Quân đã kê được cú đá thấp của Zhang Chihao, head kick. Duy Quân vẫn giữ được tay thủ cao. Góc đài cho đội ngũ huấn luyện của Duy Quân ở trận đấu này có Triệu Thị Phú Thủy. Duy Quân đang khai thác cú đá tầm trung đứng thấp của mình và sau đó kết hợp với combo đầu tay 1-2. Lúc này thì Triệu Thị Phú Thủy cùng đội ngũ góc đài của Duy Quân đang huấn võ sĩ của mình thực hiện những cú phá trụ đá thấp. Quý giải lại kích tốt của Duy Quân, tiếp tục những đòn tấn công. Zhang Chihao tỏ ra rất tự tin dù dính không ít đòn từ đầu hiệp đến giờ. Đó là điều Duy Quân cần phải thực sự thận trọng. Cú đá cao của Duy Quân. Duy Quân đương nhiên không muốn đổi hồi quá nhiều cự ly gần, ngay lập tức ôm clinch. Với lợi thế sải tay sải chân thì Duy Quân tiếp tục nên phát huy những cú đánh tiểu. Và tập trung của Duy Quân. Duy Quân vẫn đang tung ra nhiều những đòn tấn công cũng như sự chính xác hơn. Duy Quân nhỉnh hơn cả với số lượng như đòn đánh chính xác lúc này. Hơn 30 giây còn lại của hiệp đầu tiên. Zhang Chihao phần nào cũng đang chứng tỏ được sự lì lợm của mình. Né đòn tốt của Zhang Chihao. Duy Quân vừa đẩy lùi được Zhang Chihao ra. Cú đá thấp của Zhang Chihao. Duy Quân vừa kê được cú calf kick của Chihao. Cách góc và phản công tốt của Zhang Chihao. Hiệp 1 kết thúc, thực sự đúng là một trận đấu đẩy lửa. Hiệp 1 diễn ra với rất nhiều tình huống chủ động tấn công của Kiều Duy Quân. Nhưng Zhang Chihao thì không phải là quân chiến số. Người đã bị Duy Quân knock out hiệp 1 trận đấu FC 27. Đây là một Zhang Chihao thực sự lì lợm. Trên bảng điểm dành cho Kiều Duy Quân. Bây giờ là hiệp đấu thứ hai giữa Kiều Duy Quân và Zhang Chihao. Lúc này thì có mặt trong đội ngũ góc đài của Duy Quân còn có thêm Nguyễn Quang Huy nữa. Cú đá thấp của Duy Quân. Duy Quân cần phải cẩn trọng những tình huống đổi đòn. Vừa rồi là một cú tấn công tay sau tốt của Kiều Duy Quân. Duy Quân đã khiến cho Zhang Chihao ngã ra.
những chỉ đạo đang rất sát sườn đến từ Quang Huy phía bên ngoài. Cú đá thấp rất mạnh của Trang Chi Hào, nhưng vừa rồi chúng ta thấy được Duy Tuân phản hồi tay sau tốt đến như thế nào. Trang Chi Hào sẵn sàng đổi đòn cự ly gần. Đối thủ rất lì lợm của Duy Tuân ngày hôm nay. Duy Tuân vẫn đang thi đấu rất kỷ luật, đặc biệt là phòng thủ cao tay, không để rơi tay thủ một chút nào cả. Duy Tuân vẫn đang phát huy tốt lợi thế sải tay sải chân của mình. Đánh tỉa một cách tốt để Duy Tuân tiếp tục duy trì lợi thế của mình trên bảng điểm. Cú đá thấp của Trang Chi Hào, một trái khá nguy hiểm đến từ võ sĩ người Trung Quốc. Duy Tuân vẫn đang chơi kỷ luật. Hai đòn chắp liên tiếp của Trang Chi Hào, Duy Tuân thực hiện cú đá tập trung. Những cú chắp của Trang Chi Hào thực sự là một thứ vũ khí lợi hại được võ sĩ người Trung Quốc áp dụng. Duy Tuân đã dính không ít những đòn chắp của Trang Chi Hào rồi. Cú đá tốt. Những combo 1-2 áp sát của Trang Chí Hào thu hẹp cự ly. Cú bóc ngược của Trang Chí Hào, hơn 30 giây nữa cho hiệp đấu thứ hai. Rất hồi hộp. Cú bóc trái của Trang Chí Hào lúc này thì đôi mắt phải của Trang Chí Hào đã đổ máu rồi. Máu đã đổ trên khuôn mặt của võ sĩ người Trung Quốc. Võ sĩ người Trung Quốc rất lì lợm. Cú chắp của Trang Chí Hào. Hiệp 2 khép lại. Vẫn là một hiệp đấu nảy lửa, kịch tính, quyết liệt giữa Kiều Duy Quân và Trang Chí Hào. Phía mắt phải của Trang Chi Hào lúc này đã phải nhận một vết rách. Đối đầu có thể nói là cực kỳ quyết liệt, căng thẳng đến từng giây. Isa lấy kích tốt đến từ Duy Quân. Trang Chi Hào đang cố gắng nhập nội. Cú chắp tốt của Trang Chi Hào rất nặng. Tạo của Trang Chi Hào từ combo 1-2 chính xác về phía Duy Quân. Của Duy Quân. Những cú tay sau của Duy Quân vẫn đang đón cho những lợi thế, tình huống phản công thoát hiểm. Đón trỏ của Duy Quân, đón trỏ trái. Hai đòn gối tốt và mạng sườn đến từ Duy Quân. Duy Quân đã rất nhanh ôm clinch khi bị áp sát cự ly gần. Rõ ràng việc đổi đòn cự ly gần không phải là phương án hay dành cho Duy Quân. Kiểu tấn công rất nguy hiểm của Trang Chi Hào. Tiếp tục là hai đòn tay sau chính xác của Trang Chi Hào. Duy Quân cần phải thận trọng. Đây là thời điểm
quyết định rồi. Chân được dính một cú bóng trái. Duy Quân đang phải đối diện với những khó khăn. Thực sự bình tĩnh. Còn hơn một phút nữa cơ. Cú chạm của Trang. Duy Quân đã rất chủ động cuối người đúng không? Không tiếp tục cho phải, không trúng đích. Body shot của Trang Chi Hao. Duy Quân đang cố gắng thoát gọng di chuyển. Rõ ràng bây giờ áp lực lớn mà Trang Chi Hao đang tạo ra dành cho Duy Quân. Hơn 30 giây nữa, hiệp cuối cùng. Rất nặng móc trái của Trang Chi Hao. Duy Quân cũng chứng tỏ mình có cảm cứng đến như thế nào. Giây cuối cùng của trận đấu này. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, hết giờ. Một trận đấu nghẹt thở giữa Kiều Duy Quân và Trang Chi Hao. Hiệp ba rõ ràng là Duy Quân đã phải nhận cực kỳ nhiều những khoảnh khắc khó khăn, cực sự căng thẳng mà Trang Chi Hao đã tạo ra. Trang Chi Hao đã đánh trúng Duy Quân khá nhiều ở trong hiệp cuối. Bây giờ thêm một trận đấu nữa, chúng ta phải chờ đợi bảng điểm từ các giám định. The Vice President of Korean Marketing here at the Grand. Khó khăn đặc biệt là những cú đá rất kết hợp với combo 1-2. It's been a long time since I announced for a show that I saw as many close fights as we saw tonight. And this last one, the main event, is also another close fight. We got another split decision. Let's see how the judges saw the contest. Our first judge at ringside scored at 30-27 in favor of Kiu Duy Quan from Vietnam. Second judge at ringside scored at 30-27 in favor of Zhang Jihao from China. And our third judge at ringside scored the contest 29-28. He is now your winner of this main event, adding another victory to his professional kickboxing record here
at the Hotram Showdown. Can everybody make some noise? Your winner from Hanoi, Vietnam, That's all the time we have for you from the Grand Ballroom here at the Grand Hotram Resort and Casino. It was another exciting, exhilarating, and epic night of kickboxing and Muay Thai action. On behalf of the organizers, Cocky Buffalo Promotions and Max MC, I'd like to thank our sponsors, the Grand Hotram, its Chief Executive Officer, Mr. Walt Power. Until I see you again next time, live from the Grand Ballroom, from another night of combat sports action, this is your ring announcer, Anil on the mic, signing off, wishing everyone to stay safe. Good night. Bye-bye.
của AFC 28. Bước ra sàn đài đó là Chia Chan Chin, võ sĩ đến từ Trung Quốc là Muay Thái. Trong sự nghiệp của mình đã thượng đài 14 trận đấu, giành chiến thắng 11 trận và để thua 3 trận. And now for the instructions about refereeing turn. Chia Chan Chin lần số tại AFC lần này. Và đã có một tình huống spinning back kick tới từ Chia Chan Chin để mở đầu cho trận đấu. Trận đấu kéo dài 2 hiệp, mỗi hiệp 5 phút. Mùi Trọng Vinh, võ sĩ của Việt Nam, là người đứng ở góc đài đỏ. Trong khi đó, Chia Chan Chin, võ sĩ người Trung Quốc, là tay đấm ở góc đài xanh. Tình huống pha ống đồng rất quen thuộc của bộ môn Muay. Thông tin duy nhất mà chúng ta biết được với Chia Chan Chin có lẽ chỉ là việc anh đến từ Thâm Quyến mà thôi. Còn lại, mọi thứ về võ sĩ này đều là rất bí ẩn. Phang trụ và bị bắt chân. Mùi Trọng Vinh bây giờ đã bị check down xuống sàn đài. Nhưng đây là một tư thế mà Chia Chan Chin chưa thể lấy được mao. Chia Chan Chin đang ở trong vị trí close guard và anh đã ép sát được Mùi Trọng Vinh vào thanh lồng. Để chuẩn bị cho AFC 28 thì Mùi Trọng Vinh đã tập luyện cùng với huấn luyện viên Nguyễn Trần Duy Nhất trong vòng 2 tháng qua. Nguyễn Trần Duy Nhất dù được biết tới là đầu cua cầu bại của môn Muay, nhưng anh cũng đã có những trải nghiệm ở MMA. Năm ngoái thì Nguyễn Trần Duy Nhất là người đã giành được chiếc đai vô địch hạng cân 60kg của Lion Championship. Tình huống áp sát và check down không thành công của Chia Chan Chin. Trọng tài yêu cầu hai võ sĩ trở về với tư thế đứng. Những động tác của Mùi Trọng Vinh chúng ta vẫn thấy là rất đặc sệt. Ngoài. Rất tốt. Cú móc tốt của Mùi Trọng Vinh. Những pha ra đòn chưa chính xác của Chia Chan Chin. Thẳng tay sau. Tiếp đó là ba đi kích. Nhưng Chan Chin cũng đã di chuyển khá khôn ngoan trong tình huống vừa rồi. Một nhịp bước ngang của anh để có thể phá nhịp tấn công của đối thủ. Lại phang trụ. Và một lần nữa thì Mùi Trọng Vinh đã bị đối phương áp sát và đưa xuống sàn. Trọng Vinh vẫn đang phòng thủ khá khôn ngoan vào lúc này. Hai chân của anh đang giữ cho Chia Chan Chin không thể lên mao được. Và đây là một vị trí mà Chia Chan Chin sẽ tương đối khó trong những tình huống tấn công. Cố gắng để bước sang bên và tìm cách side control tới từ Chia Chan Chin. Nhưng đương nhiên là ý đồ của võ sĩ người Trung Quốc đã bị Mùi Trọng Vinh nhìn thấy rõ. Thậm chí ở vị trí này thì Mùi Trọng Vinh vẫn đang có không gian để tung đòn về phía Chia Chan Chin. Liên tiếp là những cú đấm vào đầu được thực hiện bởi Mùi Trọng Vinh. Và lần thứ hai trong hiệp đấu đầu tiên, trọng tài phải yêu cầu hai võ sĩ trở về với tư thế đứng. Tay đấm người Trung Quốc vẫn đang khá chủ động trong các pha áp sát và take down. Nhưng nỗ lực đưa đối thủ xuống sàn của anh chưa thành công. Những cú đấm rất nặng của Mùi Trọng Vinh. Mùi Trọng Vinh cần phải duy trì một cự ly tốt. Ý đồ của Chia Chan Chin là đã lộ rõ rồi. Bây giờ cùng xem đại diện của Việt Nam sẽ xử lý ra sao. Thủ cao tay rất tốt của Mùi Trọng Vinh. Những cú đấm không gây ra nhiều sát thương tới từ Chia Chan Chin. Nhưng đã có một chút sơ hở của Mùi Trọng Vinh. Anh nhận nguyên một pha phản đòn bằng tay của đối thủ và lần thứ ba phải xuống sàn chơi cùng với võ sĩ người Trung Quốc. Trọng tài nhận thấy đây là tư thế mà hai lần trước Chia Chan Chin đều không thể làm gì khác. Và ông đã yêu cầu hai võ sĩ trở về tư thế đứng. Liên tiếp là những combo đòn tới từ cài võ sĩ. Chúng ta đang nghe thấy rất rõ những
lời chỉ đạo từ huấn luyện viên Nguyễn Trần Duy Nhất đối với Bùi Trọng Vũ. Duy Nhất vẫn đang liên tiếp có những lời nhắc nhở dành cho học trò Bùi Trọng Vinh của mình. Đương nhiên rồi, trên một sàn đấu MMA quốc tế thế này thì những trải nghiệm sẽ là rất khác so với những trận đấu ngoài mà Bùi Trọng Vinh đã trải qua. Hiệp 2 cũng là hiệp đấu cuối cùng trong màn so tài giữa Bùi Trọng Vinh và Jia Jiajun. Trận đấu ở hạng cân Bantamweight, hạng cân 61,2kg. Tiếp tục bị bắt chân, nhưng lần này Bùi Trọng Vinh đã có sự cảnh giác và anh không để cho đối phương take down mình xuống sàn nữa. Rất cố gắng tới từ Jia Jiajun. Anh đang ép sát được Bùi Trọng Vinh vào thành lồng, nhưng vẫn chưa phải là một vị trí giúp cho Jia Jiajun có được ưu thế. Hình ảnh rất quen thuộc mà chúng ta đã thấy trong hiệp 1. Trong hiệp 1 thì 3 lần Jia Jiajun đưa Bùi Trọng Vinh vào vị trí như thế này, nhưng cả 3 lần thì Jia Jiajun đều không thành công với ý đồ của mình. Trọng tài yêu cầu Hải Võ Sĩ trở về tư thế đứng. Inside leg kick tới từ Bùi Trọng Vinh. Rõ ràng chúng ta thấy khi ở tư thế đứng, Bùi Trọng Vinh có được sự thoải mái hơn rất nhiều. Di chuyển tốt của Bùi Trọng Vinh. Những cú đấm của Jia Jiajun có lực là không quá nặng, nó gần như không gây ra sát thương đối với Bùi Trọng Vinh. Bùi Trọng Vinh đang chủ yếu tập trung những đòn inside leg kick, những cú đá tầm thấp thay vì cố gắng body kick và tạo điều kiện để cho đối phương bắt chân. Trọng tài vừa phải nhắc nhở Hải Võ Sĩ về việc tích cực hơn trong các pha ra đòn. Đổi đòn khá nặng từ cả hai võ sĩ. Spinning back kick tới từ Bùi Trọng Vinh và anh một lần nữa bị bắt chân bởi Jia Jiajun. Chỉ cần giữ vị trí là được. Không có nhiều những sự sáng tạo hay bất ngờ trong cách áp sát và takedown của Jia Jiajun. Cố gắng để side control. Nhưng rõ ràng Bùi Trọng Vinh đã có được kinh nghiệm. Lúc này thì ở vùng mí mắt của Jia Jiajun đã bị rách rồi. Jia Jiajun cũng rất tỉnh. Hãy cẩn thận với tình huống này. Jia Jiajun bắt chân và cố gắng để khóa chân nhưng không thành công rồi. Bây giờ sẽ là cơ hội cho Bùi Trọng Vinh. Rất nguy hiểm với pha bẻ cổ chân này tới từ Jia Jiajun. Nhưng Bùi Trọng Vinh đã làm tốt hơn Lưu Đức Mạnh khá nhiều. Anh cố gắng để có một vị trí tốt. Side control rồi. Còn 1 phút 30 giây cho hiệp 2 của trận đấu. Và Bùi Trọng Vinh đã có được vị trí lên mao. Anh đã lấy được mao rồi. Liệu có thể ground and pound hay không? Trọng Vinh đã ngồi được lên. Cần khóa chân lại. Hai chân của anh chưa khóa với nhau. Và điều này vẫn giúp cho Bùi Trọng Vinh đang có ưu thế quá lớn trước Jia Jiajun. Ground and pound liên tục. Liệu có chiến thắng bằng knockout dành cho Bùi Trọng Vinh hay không? Anh đang có cơ hội. Liên tiếp là những đòn ra gạo rất nặng tới từ Bùi Trọng Vinh. Ron Pao liên tục rồi. Và Jia Jiajun còn đủ sức để phản thắng đến bao giờ? Khuôn mặt của Jia Jiajun đã sưng lên rất nhiều sau khi phải nhận đòn đánh liên tiếp của võ sĩ Việt Nam.
Trọng tài vẫn chưa dừng trận đấu khi mà Jia Chanqin vẫn cho thấy được sức phản kháng mạnh mẽ của mình. Anh đạp chân vào thành lồng và tìm cách để thoát ra. Nhưng Mùi Trọng Vinh rất tỉnh táo, anh vẫn không để cho đối thủ thoát ra khỏi vị trí này. Dù cho không thể hạ nước hoa đối thủ thì Mùi Trọng Vinh cũng đang ghi được rất nhiều điểm số tốt ở thời điểm hiện tại. Vẫn là ground and pound. Cần phải dành lời khen ngợi cho sức kháng cự cực kỳ mạnh mẽ của Jia Chanqin. Các giám định đã có sự bất đồng với